Chào các bác ạ, hôm nay thì tôi lên cho các bác cái mẫu miếng sông trầm nhé các bác nhé. Miếng sông trầm này thì hiện tại các bác cũng quan tâm khá là nhiều. Thấy các bác hỏi trên Zalo cũng như là trên video. Thì ở đây clip này tôi sẽ show cho các bác hai cái mẫu sông trầm mà bên tôi đang đóng hộp. Hộp 30g là cái mẫu hàng rừng này này. Đây là cái bác hàng rừng, hàng miếng trầm rừng này nhé các bác nhé. Hộp này là 30g. Có một loại hộp 50g là hộp to hơn như thế này. Đóng trông nhiều nhiều đó thôi nhưng mà nó rất là nhẹ các bác ơi. Nó nhẹ lắm. Vì hàng này nó là hàng khô rồi. Hàng cực kỳ là khô kiệt rồi. Nó chỉ còn lại gỗ trầm hương dầu thôi. Đó, nó rất là nhẹ và nó đực rất là nhiều. 30g này, một nọ đầy này. Đây này, một nọ như này là 30g nhé các bác. Đó. Rất là chất lượng luôn. Đây, hàng miếng rừng như này. Đó, hàng lũa dục, gọi là hàng lũa trầm cũng được mà hàng dục trầm cũng được các bác. Đây thường nó gọi là miếng hàng dục trầm hương tại vì nó dục hết những cái phần rác đi rồi. Còn hàng lũa thì thường là áp dụng với những cái hàng miếng như kia các bác ạ. Đó, hàng miếng như vậy. Miếng to, nguyên miếng, lũa thì gọi là lũa. Người ta có lũa lũa gỗ Ngọc Am, lỗ gỗ Bách Xanh, lỗ gỗ Hoàng Đàn, lỗ gỗ các loại gỗ lũa xưa đó. Nhưng mà bây giờ thì có chơi thêm cả lũa trầm hương nữa các bác. Nếu mà các bác cần tư vấn thì cứ báo bên tôi nhé. Quay lại với chủ đề này thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu đến các bác cái mẫu này. Đây, mẫu này là mẫu thứ hai. Nó rẻ hơn cái mẫu hàng rừng nha các bác. Nó vẫn là hàng rừng nhưng mà nó là hàng tốc thôi. Hàng này thì nó là tiện ra từ những cái phôi gỗ hạt khi mà tiện vòng đấy các bác. Thì tôi nói tiếp cho các bác nhé. Cái này là tôi đóng 50g một hộp như này. Đó, 50g. Giá của nó thì cũng rẻ thôi, nó cũng không quá đắt đâu. Giá của nó là 550 một hộp như này nhé các bác. Tôi có báo giá ở trên web luôn rồi. Nó hộp 50g, rất là chất lượng. Được rất là nhiều các bác. Những cái hàng mà hàng tốc tiện hạt như này nó rất là dôi. Thứ nhất là nó miếng nó nhỏ, nó vừa xông các bác. Nó vừa xông. Cho vào trong cái nư này nó vừa này. Các bác bỏ đầy cái này. Đó, xong rồi đặt vào. Bật điện lên. Sông rất là thơm nha các bác nhé, thơm cực kỳ thơm luôn. Để trong phòng làm việc được này, phòng ngủ được này, phòng khách được này. Đó, phòng trà, phòng thiền được nha các bác nhé. Để khoảng hơn 200 độ, 220 đến 240 độ nhé. Đó, là nó cứ thơm thôi, nó không có khói hay là nó không có phản ứng cháy cho nên là nó không bị khét giống như nụ trầm hay là những cái loại cháy, phản ứng cháy như là nhang vòng này, rồi thì nụ trầm này. Hoặc là nhang cây này, hoặc là đốt bột này. Thì những cái phản ứng đấy thì nó sẽ tạo ra khói nhiều này. Nó không như cái nư điện này nha các bác nhé. Nư điện là ưu tiên số 1, dành cho anh em thưởng thức cái hương thơm trầm hương tinh khiết thuần túy nha các bác nhé. Đó. Và ở tại tôi thì tôi cũng đang xông cái miếng hàng rừng này. Miếng hàng rừng này nó cho hương thơm phải nói là rất là tuyệt vời các bác ơi. Nó thơm rất là ngọt, đậm, sâu và nó lưu hương khá là nâu ở trong không khí. Riêng đối với hàng gì chứ riêng trầm hương thì nó thơm của nó đẳng cấp lắm các bác. Cái hương thơm của nó rất là đẳng cấp luôn. Các bác có thể dùng thử cái loại này cũng được. Loại này thì tôi cũng dùng và thấy mùi của nó cũng rất là chất lượng, rất là tốt. Đó, nó ít dầu hơn cái loại hàng rừng này nhé các bác nhé. Đó, ít dầu hơn cái hàng loại 1 này. Nhưng mà rất là ok. Tôi muốn giới thiệu thêm cái loại nữa. Đó là cái hàng men vi sinh. Hàng men vi sinh đây. Cho các bác xem cái hàng men vi sinh này tôi để trong thùng này. Hàng men vi sinh này thì nó cũng không khác trầm tự nhiên là mấy. Nhưng mà các bác phải hiểu là hàng men vi sinh này nó là như kiểu là rau sạch nhé các bác. Các bác trồng rau sạch với công nghệ gọi là 100% trong nhà kính. Thì nó như là cái... gần như là sạch 100%, không dùng hóa chất nha các bác nhé. Nó dùng cái men vi sinh hoàn toàn là tự nhiên để đưa vào trong cây gió bầu.
Đó, và nó để phải từ 3 đến 5 năm nó sẽ tạo thành những cái nước dầu rất là chất lượng ngang với trầm hương tự nhiên, khai thác trong tự nhiên các bác. Và hương thơm của nó cũng rất là ngọt. Giá thành của nó giảm rẻ đi gần như là một nửa hoặc là 2/3 so với trầm tự nhiên nhé, trầm rừng nhé các bác. Đây các bác nhìn những cái miếng dầu của nó này. Đó, rất nhiều anh em sử dụng cái hàng này và phản hồi rất là tốt. Và tôi thực ra thì tôi cũng đang sử dụng cái hàng này tại cửa hàng luôn. Đó, tôi sử dụng 3 loại, cứ mỗi ngày đốt một loại. Và vào trong phòng nó cứ thơm phức các bác. Cứ sáng ra tôi làm việc là tôi mở máy thì tôi xông. Một lần xông chúng ta có thể xông từ 2 đến 3 ngày nhé các bác, nó mới hết được hương thơm một cái chỗ, một cái miếng, một cái nắp như này. Các bác cho đầy đầy nắp vào. Đó. Sau khi mà xông xong, chúng ta lại lấy cái gáp của nó, chúng ta lật lại mặt. Đó, lật mặt lại. Đó, và chúng ta xông tiếp, bật nhiệt độ tiếp thì nó rất là dôi và rất là tiết kiệm. Phải dùng đến 2 đến 3 ngày thì nó mới hết được cái hương thơm, kiệt cái tinh dầu ở trong cái miếng gỗ và chúng ta đổ đi nhé các bác. Các bác thích thì các bác có thể để lại, sau đó các bác đốt, đốt cũng được, đốt thì nó sẽ thành tro, nhưng mà không thích thì các bác có thể đổ đi luôn. Đó, và cho cái mẻ mới vào, rất là tiết kiệm nhé các bác. Đây, cái loại này thì cũng rất là nhiều anh em sử dụng và anh em người ta sử dụng lâu dài luôn đấy, người ta mua theo cân. Thì mua cái hàng này thì nó rẻ hơn là hàng rừng rất là nhiều, cho nên là người ta mua sử dụng lâu dài, nó không chất lượng không thua gì hàng rừng. Ví dụ hàng rừng mà được 9-10 điểm thì hàng này nó cũng phải được 7 đến 8 điểm rồi. Nó chỉ kém một chút, gọi là tí xíu thôi. Tất nhiên thì cái hương thơm và cái lưu hương của nó không bằng được cái hàng rừng tự nhiên được. Cái hàng rừng tự nhiên thì nó là đặc biệt rồi. Cái hương thơm cũng như là cái độ lưu hương của nó rất là đặc biệt, không hiểu sao. Nhưng mà hàng rừng tự nhiên thì nó vượt trội rồi, nó không thể nào mà so sánh được với cái hàng men vi sinh này các bác nhé, về giá tiền cũng như về chất lượng. Còn đối với các bác nào mà sử dụng nhiều lâu dài và các bác có kinh tế nó ít đi, muốn kinh tế nó ít đi mà vẫn có cái hương thơm rừng tự nhiên thì các bác lấy cái hàng men vi sinh này nhé. Hàng men vi sinh này tuyệt vời đấy, rất là chất lượng. Đó là 3 cái mẫu hàng mà bên tôi muốn giới thiệu đến các bác trong clip này. Cái nư điện này bên tôi vẫn cung cấp phục vụ cho các bác nhé. Các bác mua nư điện, combo nư điện và cái này thì hiện tại bên tôi sẽ tặng cho các bác. Các bác biết bên tôi khuyến mại tặng cho các bác cái gì không? Đây, bên tôi sẽ tặng cho các bác cái này. Một là một cái vòng tay, hai là một cái túi, túi giáp trầm. Cái túi này thì gọi là quà, món quà nhỏ thôi. Các bác về xông cũng được, các bác về đốt cũng được. Đốt được nhé, xông được nhé các bác. Cho vào xông đốt được, đều được, ok. Các bác có thể lấy cái túi này, một cái túi này, hoặc là một cái vòng tay nhé các bác nhé. Đây, một cái túi này nó được nhiều hơn này. Đó, cái hàng, cái miếng giáp trầm mà bên tôi xỉa nó ra đây thì bên tôi gom lại để tặng cho các bác nhé. Đó, các bác về cho vào xông đều được, đốt đều được nhé. Đốt sông phong thủy tẩy uế, hoặc là một cái vòng bách xanh. Cái vòng bách xanh thì tôi không có ở đây nhưng mà vẫn tặng cho các bác cái vòng bách xanh khi mà các bác mua combo nư điện và miếng sông trầm. Đó, các bác đặt hàng liên hệ trực tiếp một hương shop nha, 550 này, cái này là đang 650, hàng chính hãng nha các bác. Hàng này là hàng chính hãng nhá, hàng này là bên tôi bảo hành, công ty bảo hành một đổi một, nếu mà có lỗi trong vòng một tháng nhé các bác. Còn đây là các bác mà sử dụng một đổi một trong vòng một năm chứ nhầm, một đổi một trong vòng một năm, nếu mà có trục trặc gì là bên tôi bảo công ty đổi mới luôn, không như mua ở trên những cái shop hoặc là trên những cái hàng giá rẻ nhé các bác. Hàng này là hàng chính hãng công ty và bảo hành một đổi một luôn, nên là rất là yên tâm, hàng chuẩn, dùng rất là bền nhé, bền đẹp, rất là chất lượng. Các bác có thể mua cái sản phẩm này ở trên web mộc hương shop.com hoặc các bác đặt qua Zalo 0987863250 để bên tôi có thể tư vấn báo giá cụ thể cho các bác, giao hàng tận nơi, được kiểm tra hàng trước khi mà thanh toán tiền nhé các bác. Đó, các bác đặt hàng sớm để khuyến mại, đừng nhận được khuyến mại trong cái tháng này nhá. Rồi, xin chào.